cho hỏi nhà xe hoàn toàn đậu chỗ nào anh nhỉ? Cảm ơn anh nhá. Vâng. Em chào anh. Anh ơi, em lấy cái đồ của em gửi mà. Tên gì đấy? Tên là Thuận, 0964613122 anh ạ. Bây giờ Tiến Dũng đổi thành xe này à anh? Tiến Dũng anh cũng nó chuyển ra. À. Chưa trả cước đúng không? Trả rồi anh ạ. Rồi à? Vâng, với em gửi. Đây đúng rồi anh ạ. Em xin cảm ơn anh nhá. Đây cái này này. Thank you.